Trong không khí cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Hàng năm vào những ngày mùa thu này, hàng triệu các thế hệ giáo viên và học sinh trên cả nước lại cùng nhau bước vào cuộc hành trình khám phá tri thức mới. Hòa cùng niềm vui của ngày toàn dân đưa trẻ đến trường trong cả nước nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng, hôm nay, ngày 5 tháng 9 năm 2022, Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Thới Thạnh long trọng tổ chức buổi lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Đến dự buổi lễ khai giảng hôm nay, nhà trường vinh dự được đón tiếp và xin trân trọng giới thiệu các vị khách quý. Ông Đỗ Thanh Thảo, Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Cần Thơ. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Tống Văn Nhận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Việt Hưng, chuyên viên phòng giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ. Đề nghị nhiệt liệt hoan nghênh chung. Về phía cấp huyện, chúng tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh sự hiện diện của bà Hứa Hồng Tươi, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thới Lai. Xin nhiệt liệt hoan nghênh sự hiện diện của bà Võ Kim Son, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Huyện Thới Lai. Xin nhiệt liệt hoan nghênh chào đón ông Nguyễn Quốc Thắng, Ban phong trào Công an huyện Thới Lai. Cùng ông Nguyễn Thanh Kiệt, Phó trưởng Công an, Ban phong trào Công an huyện Thới Lai. Xin nhiệt liệt hoan nghênh chung. Về phía lãnh đạo địa phương, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Trần Quốc Cường, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thới Thạnh. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Minh Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thới Thạnh. Xin trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Kỳ Lưu, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Mặt trận xã Thới Thạnh. Xin nhiệt liệt hoan nghênh chung. Về phía ban đại diện cha mẹ học sinh, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Hình, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Lý Thanh Liệt, đại diện hội cha mẹ học sinh của Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Thới Thạnh. Về phía mạnh thương, chúng tôi xin chân thành giới thiệu sự có mặt của ông Võ Mạnh Đảng, Mạnh Thường Quân, Cà Phê Mi Son. Xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Văn Thành, Mạnh Thường Quân, Cà Phê Mi Măng. Về phía lãnh đạo nhà trường, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Nguyễn Lê Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường. Cùng toàn thể, các ban ngành, đoàn thể và hội đồng sư phạm, các em học sinh trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Thới Thạnh đề nghị nhiệt liệt hoan nghênh. Ông Đỗ Thanh Thảo, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Cần Thơ, đọc thư của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023. Cả em ngồi học chờ đợi ngày khai trường của năm học mới.
xin hân hạnh kính mời thầy Nguyễn Lê Tuấn, hiệu trưởng nhà trường lên bục diễn văn khai giảng năm học mới 2022-2023. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa ông Đỗ Thanh Hảo, ủy viên ban chấp hành đảng bộ thành phố, giám đốc sở tài nguyên môi trường thành phố Cần Thơ. Kính thưa ông Đỗ Văn Nhị, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ. Kính thưa thầy Nguyễn Việt Hưng, chuyên viên phòng giáo dục trung học sở giáo dục và đào tạo. Kính thưa bà Hứa Hồng Tươi, ủy viên ban thường vụ trưởng ban tổ chức huyện ủy Thới Lai. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô và các học sinh thân mến. Trong bầu khí vui tươi phấn khởi của ngày khai giảng năm học 2022-2023, cho phép tôi thay mặt lãnh đạo cùng toàn thể quý thầy cô và các em học sinh nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị đại diện cho các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội, các ban ngành đoàn thể của địa phương, quý vị trong ban đại diện cha mẹ học sinh đã về dự lễ khai giảng 2022-2023. Sự có mặt của quý vị là niềm động viên, khích lệ vô cùng to lớn đối với thầy và trò trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Thới Thành. Xin kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Thay mặt cho quý thầy cô giáo, tôi xin nhiệt liệt chào đón các học sinh khối 6 và khối 10 vừa được tuyển vào học tại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Thới Thành. Thầy tin rằng các em sẽ sớm khắc phục những khó khăn trước mắt mà trường đang gặp phải để nỗ lực học tập, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình học tập và rèn luyện tại môi trường thân yêu này. Kính thưa quý vị đại biểu, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Thới Thành được phép hoạt động giáo dục theo quyết định số 107 ngày 19/2/2022 của giám đốc sở giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ. Qua 6 tháng hoạt động, hôm nay chúng ta tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023. Và đây cũng là lễ khai giảng đầu tiên của một ngôi trường mới được thành lập. Các học sinh thân mến, thành ngữ có câu, vạn sự khởi đầu nan, dẫu biết sẽ luôn có nhiều khó khăn chờ đợi thầy trò chúng ta ở một ngôi trường mới thành lập. Trong đó có những khó khăn về thực hiện chương trình giáo dục 2018, mà chủ yếu là việc thiếu nhân lực và vật lực. Em Nguyễn Thị Huỳnh Như, học sinh lớp 10A1, thay mặt cho tập thể học sinh đầu cấp lên phát biểu hứa quyết tâm thi đua học tập tốt, rèn luyện đạo đức tốt. Ngay từ đầu năm học mới, nhà trường đã nhận được nhiều sự giúp đỡ quý báu từ các tập thể, cá nhân và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ giúp đỡ cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đại diện Ngân hàng Nam Á cũng tặng những phần quà ý nghĩa. Nhân lễ khai giảng, bà Võ Kim Son, Phó trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Thới Lai gửi tặng 500 quyển tập cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cũng trong dịp lễ khai giảng hôm nay, nhà trường rất vui mừng nhận được sự hỗ trợ của ông Võ Minh Đẳng, Mạnh Thường Quân Cà Phê Mi Son dành tặng 10 suất học bổng trị giá 300.000 đồng trên một suất cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tiếng trống trường sẽ báo hiệu bắt đầu một năm học mới, chắc hẳn trong lòng chúng ta, ai cũng muốn nghe. Ngay trong lúc này, thầy Nguyễn Lê Tuấn, hiệu trưởng nhà trường lên đánh hồi trống khai trường. Phổ thông Thới Thạnh đã thành công tốt đẹp. Có được sự thành công đó chính là nhờ sự nhiệt tình của quý đại biểu để dành thời gian quý báu đến dự lễ khai giảng hôm nay. Sự đóng góp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, quý mạnh thường quân đã hỗ trợ cho nhà trường và các em trong buổi khai giảng. Chúc quý đại biểu mạnh khỏe, công tác tốt. Chúc quý thầy cô và các em học sinh bước vào năm học mới đầy thắng lợi. Thay mặt cho ban tổ chức xin tuyên bố bế mạc buổi lễ khai giảng năm học 2022-2023. Xin trân trọng kính chào. Kính mời quý đại biểu, quý thầy cô bước lên sân khấu chụp ảnh lưu niệm.